Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 2006, là người dân tộc Thổ ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiện đang là vận động viên điền kinh ở đội tuyển trẻ quốc gia. 17 tuổi, Tuyết Mai đã đạt được thành tích đáng tự hào ở đấu trường trong nước và quốc tế, huy chương vàng giải trẻ quốc gia các năm 2022 và 2023. Đặc biệt, tháng 12 năm 2023 vừa qua, Tuyết Mai đã xuất sắc giành được 4 huy chương vàng ở giải trẻ Đông Nam Á được tổ chức ở Thái Lan, trong đó có 1 huy chương vàng cá nhân ở đường chạy 400m và 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy tiếp sức khác. Thành tích của Tuyết Mai góp phần đưa đội tuyển Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn một cách thuyết phục, thể hiện sự vượt trội khi giành được 15 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xác lập 2 kỷ lục điền kinh tại giải đấu này. Ở nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ, Tuyết Mai và đồng đội đã phá kỷ lục mà đội điền kinh trẻ Thái Lan lập cách đây 9 năm. Tuyết Mai cũng đi vào lịch sử của điền kinh Nghệ An khi là vận động viên đầu tiên của Nghệ An có được những thành tích tuyệt vời ở đấu trường quốc tế. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình trò chuyện cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đoạn clip vừa rồi đã giới thiệu nhân vật sẽ cùng trò chuyện với Thanh Long trong chương trình hôm nay, và nhân vật này sẽ mang đến cho chúng ta một tinh thần thể thao, một sức trẻ và một nghị lực phi thường. Chúng ta cùng chào đón bạn Lê Thị Tuyết Mai. Xin chào Tuyết Mai đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Chào em, xin chào chị Thanh Long và khán giả đang xem chương trình này ạ. Khi mà chị tìm hiểu về Tuyết Mai thì chị thấy một cái bảng thành tích thực sự là rất là đáng ngưỡng mộ. Và nhưng mà khi mà chị gặp em thì chị lại hơi bất ngờ một tí, bởi vì nhìn bên ngoài Tuyết Mai trông rất là nhỏ bé, rất là gầy nữa, thì không biết là Tuyết Mai có thể tiết lộ một chút là em nặng bao nhiêu cân được không? Dạ, em 43 cân chị ạ. 43 cân? Vâng. Vâng. Thưa quý vị, một cô gái có thể nói là thân hình bên ngoài thì rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trên đường chạy thì cô ấy không hề thể hiện một cái sự nhỏ bé một chút nào, đúng không ạ? Có thể nói là nữ hoàng của tốc độ khi mà chúng ta có những cái cú bứt phá rất là quyết liệt, đúng không em? Vâng. Và đặc biệt là chị xin được chúc mừng em với một thành tích rất là đáng tự hào, 4 huy chương vàng ở giải trẻ Đông Nam Á ở bộ môn điền kinh. Vậy thì cảm xúc của em như thế nào khi mà mình đón nhận được những cái thành tích như thế này? Dạ, em cảm thấy rất là hồi hộp, vui sướng khi bản thân mình và đồng đội được đứng trên mục cao nhất để nhận chức huy chương vàng của giải. Dạ, mở ra cho em rất là nhiều cơ hội ạ, đó là cố gắng để đi thi các giải đấu lớn hơn ạ, và học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong các giải đấu ạ. Giải trẻ Đông Nam Á này là cái giải đấu đầu tiên của em. Đến với một cái đấu trường quốc tế như vậy thì bạn đã có một cái sự tập luyện và cái sự chuẩn bị như thế nào để chúng ta sẵn sàng để bước vào cái giải đấu này? Dạ, em tập luyện theo bài của huấn luyện viên và em tập thêm một số bài khác và không nên đặt niềm hy vọng nhiều ạ. Mình chỉ cố gắng hết sức là được ạ. Khi vào thi đấu thì em rất là tự tin ạ. Vậy thì theo Tuyết Mai, tại sao đội tuyển quốc gia của Việt Nam của chúng ta lại có được một cái thành tích tốt như vậy, dẫn đầu toàn đoàn và phá vỡ những cái kỷ lục mà đất nước chủ nhà đã xác lập cách đây 9 năm? Đó là tinh thần đoàn kết của các vận động viên ạ. Bọn em không tập trung với nhau. Sau khi qua bên kia thì bọn em chỉ tập một buổi duy nhất để vào đấu. Thì lúc ấy thì bọn em chỉ nghĩ bản thân mình là chỉ được đông thôi, không nghĩ là có thể giành được chức huy chương vàng đấy. Và sau khi vào thi đấu thì bọn em có nói với nhau là cùng nhau cố gắng nhé để giành được huy chương. Sau khi nói xong thì tất cả mọi người đều hiểu ý nhau và đều cố gắng ạ. Lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế mà giành được huy chương vàng, tận 4 huy chương vàng thì đúng là cũng là một cái kỳ tích rất là lớn rồi. Và bạn chính là vận động viên điền kinh đầu tiên của Nghệ An có thể làm được cái điều này. Em cảm thấy bản thân mình thật là may mắn và rất là cố gắng trong tập luyện để có thể giành được huy chương ạ. Ở cái giải đấu này thì chắc chắn cũng đã để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm, đúng không? Em có thể chia sẻ những cái kỷ niệm vui hay là những cái kỷ niệm mà em cảm thấy chưa thực sự hài lòng với bản thân của mình được không? Dạ, đó là 400m rào ạ. Về đích đầu tiên nhưng mà không được nhận giải, hỏi là phạm quý. Phạm quý đi qua nội dung nên là không được nhận thưởng. Lúc ấy thì em cảm thấy bản thân mình rất là buồn, kiểu như là mình hụt hẫng kiểu
không kiểu tâm trạng nó bị tụt dốc rất là ấy ạ. Nhưng mà chị nghĩ rằng là tất cả những người hâm mộ Việt Nam ấy thì đã ghi nhận bạn rồi, bởi vì ở cái nội dung này bạn đã thi đấu và một lần nữa bạn cũng đã chứng tỏ cái năng lực của mình khi mà bạn bứt phá và trở về đầu tiên. Bén duyên với điền kinh năm lớp 8, sau giải hội khỏe Phú Động của tỉnh, Tuyết Mai được gọi vào đội điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Nghệ An. Từ đây, cuộc sống của cô bé người dân tộc Thổ bước sang một trang mới với những thử thách và trải nghiệm đặc biệt ở môn điền kinh. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết mình trong 3 năm ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, Tuyết Mai dần ghi được những dấu ấn của mình với nhiều tấm huy chương vàng trên các đấu trường, là tấm gương và niềm tự hào của những vận động viên điền kinh Nghệ An. Theo cách nhìn của anh chúng em là em thấy trong tập luyện Mai có sự cố gắng và rất nỗ lực, tập rất tốt giáo án mà thầy cô đưa ra, và cho nên vào thi đấu có thêm từ máu lửa trong đó và quyết tâm của Mai, cho nên là kết quả mà Mai đã đưa rất là tốt ạ. Bạn rất là vui vẻ, hòa đồng và luôn quan tâm đến mọi người. Với thành tích của bạn Mai thì là luôn là một mục tiêu để cho bọn em đặt ra, để cho bọn em cố gắng. Dõi theo từng bước chân của vận động viên Lê Thị Tuyết Mai từ những ngày đầu và hiểu hơn về những khó khăn vất vả của gia đình cô học trò khi đã trải qua một tuổi thơ đầy gian khó khi bố mất sớm vì bệnh ung thư, một mình mẹ bươn trải nuôi hai anh em ăn học. Với cái ý chí của Mai, ban huấn luyện cũng kiến rằng là Mai sẽ sớm tiếp cận được cái thành tích của các chị đang là đạt được và tham gia các cái giải trong nước cũng như quốc tế với cái thành tích tốt nhất. Tuyết Mai thân mến, là bạn đã phát hiện ra cái năng khiếu của bản thân mình ở môn điền kinh từ khi nào? Dạ, năm lớp 8 lúc em được thầy trường cấp 2 đưa ra chạy và được đi thi giải ở tỉnh Hội khỏe Phú Đồng ạ. Và giải này em được giải nhì của Hội khỏe Phú Đồng và được thầy cô dưới này để ý và được gọi xuống tập luyện ạ. Em cảm thấy rất là vui khi được giải nhì ạ. Vâng. Cũng không nghĩ là bản thân mình có thể được giải ạ. Bình thường ở nhà thì bạn có thường xuyên luyện tập thể thao bằng cái môn chạy bộ không? Dạ không ạ. Em không tập gì hết. Lâu lâu đi học xong tiết thể là chạy một chút xong rồi nghỉ ạ. Vâng. Nhưng mà có nghĩa là trong cái môn thể dục lúc mà mình đang học cấp 2 ở trường ấy thì tôi nghĩ là cái môn chạy bộ của bạn chắc là lúc nào cũng đạt được điểm số rất là cao hay là như thế nào ạ? Dạ cũng bình thường thôi chị ạ, cũng không hẳn là cao ạ. Vậy thì không biết là cái tố chất gì hay là cái sự thể hiện gì của bạn để khiến cho người thầy của bạn phát hiện ra cái năng khiếu của bạn ạ? Dạ, lòng kiên trì ạ, lúc nào cũng tập luyện ạ. Dạ, trước cái lời mời như thế này thì bạn và gia đình bạn có suy nghĩ như thế nào ạ? Dạ, lúc đầu mẹ em không cho đi ạ, bởi vì xa nhà và lại bố em mất sớm ạ. Sau khi mà em được gọi thì em có thuyết phục mẹ em. Em bảo là bây giờ em muốn xuống tập vừa. Tại vì đợt trước ở nhà em thì có chị ở trong xóm cũng được xuống đấy tập. Nên là em rất là hâm mộ chị. Khi mà bạn xuống Vinh đến với trung tâm huấn luyện thể thao thì bạn cảm thấy có những cái khó khăn, những cái bỡ ngỡ như thế nào? Tập luyện được một thời gian đâu thì em bị đau lưng, đau chân về lại nói chung là bị chấn thương rất nhiều ạ. Sau khi thời gian đấy thì em đã bình phục và tập lại được bình thường ạ. Vâng, mình có những cái chấn thương ấy thì có khi nào trong suy nghĩ của Tuyết Mai là có cái ý định là từ bỏ, nản lòng và muốn quay trở về với mẹ không? Dạ không ạ, em không có ý định đấy ạ. Em rất là mong muốn được đi thi đấu ạ. Có thầy cô luôn luôn ủng hộ và quan tâm em nên là em cảm thấy rất là vui ạ và cố gắng ạ. Vâng, cái điểm khác biệt của Tuyết Mai mà em nhận thấy so với những cái vận động viên điền kinh ở trong đội của mình đó là gì ạ? Dạ, luôn luôn cố gắng trong tập luyện và không không hay chơi bài ạ. Thế mạnh của em đó là lòng kiên trì ạ, luôn luôn cố gắng ạ, không nản lòng ạ. Điểm thế lợi của em đó là tâm lý tốt ạ. Trong lúc thi đấu thì em tâm lý vững vàng, không suy nghĩ ngoài ạ, chỉ suy nghĩ là mình phải cố gắng thật tốt để giành được thành tích tốt trong giải đấu ạ.
Và để thay đổi không khí của chương trình một chút thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gói những câu hỏi nhanh dành cho vận động viên Lê Thị Tuyết Mai. Em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Thần tượng của bạn ở môn điền kinh đó là ai ạ? Là vận động viên Nguyễn Thị Huyên ạ, đan trì của em ạ. Một ngày thì bạn có bao nhiêu giờ để tập luyện môn điền kinh? Dạ khoảng tầm 5-6 tiếng ạ. Món ăn mà bạn yêu thích nhất đó là gì ạ? Gà luộc ạ. Không biết là một bữa thì bạn ăn bao nhiêu bát cơm? 2 bát, 1 bát ạ. Hoặc 2 bát ạ. Tôi không biết là tại sao bạn ăn ít như vậy mà bạn lại có một cái sức bền và cái sự dẻo dai như thế ạ. Kiểu ăn xong thì mình sẽ ăn thêm đô ạ, kiểu ăn thêm 10 tuổi ạ. Ngoài môn điền kinh thì bạn còn có thể chơi được môn thể thao nào nữa? Đá cầu ạ. Đến nay thì bạn đã có bao nhiêu huy chương ở bộ môn điền kinh? Gần 30 huy chương ạ. Trước mỗi giải đấu thì Tuyết Mai thường có cái thói quen như thế nào? Là em sẽ gọi điện về cho mẹ và thông báo cho mẹ biết hôm nay em thi ạ. Vâng, và chắc chắn là còn nghe được những lời động viên đến từ mẹ đúng không? Vâng ạ. Năm nay Tuyết Mai 18 tuổi rồi, không biết ngôi trường đại học mà Tuyết Mai mơ ước đó là gì ạ? Em sẽ cố gắng vào trường đại học Vinh để trở thành một huấn luyện viên ạ. Bạn cảm thấy tự tin nhất của mình là điểm gì? Đó là tốc độ ạ. Đúng rồi, và nếu như trên đường đua thì tôi nghĩ là những người bình thường khó ai mà có thể thắng được bạn đúng không? Vâng ạ. Đồ vật mà Tuyết Mai luôn mang theo khi mà đi ra khỏi nhà đó là gì ạ? Đó là tỏi ạ. Tỏi? Vâng. Vì sao ạ? Tại vì em vừa xấu má ạ. Mà chạy nhanh như thế này chị nghĩ là ma cũng không đuổi kịp được không? Vâng. Điều mà Tuyết Mai mong muốn thực hiện cho bố mẹ của mình đó là gì? Dạ, xây cho mẹ em một căn nhà ạ. Vâng. Với những vận động viên trẻ như bạn mà lại có rất là nhiều những cái thành tích tốt như vậy thì các bạn đang được xem là những báu vật của điền kinh Việt Nam trong tương lai. Năm 2023 thì tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đã tuyên bố giải nghệ và mọi người cũng đang kỳ vọng rằng là bạn sẽ thay thế được thế hệ đàn chị là Nguyễn Thị Huyền. Bạn cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy rất là lo lắng và rất là áp lực ạ. Vì chị Huyền là thần tượng của em ạ. Khi mà chị Huyền giải nghệ thì em cảm thấy bản thân mình phải thật cố gắng để giành được huy chương giống như chị Huyền ạ. Vâng, hy vọng là bạn sẽ có thể viết tiếp và những cái câu chuyện rất là đặc biệt như là vận động viên Nguyễn Thị Huyền ở bộ môn điền kinh đúng không ạ? Và Tuyết Mai có thể chia sẻ một chút về những cái mục tiêu, những cái kế hoạch của em đặt ra trong tương lai là gì ạ? Dạ, giành được nhiều huy chương về cho tỉnh nhà và tổ quốc và trong các giải đấu lớn hơn như SEA Games và châu Á ạ. Vâng, xin cảm ơn Tuyết Mai và hy vọng rằng là em sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt và tiếp tục chinh chiến ở những cái đấu trường lớn hơn. Và chị nghĩ rằng là một cô gái mới bước sang tuổi 18 với rất nhiều những cái khát khao, cái ước mơ và chúng ta đều mong muốn cống hiến cái sức của mình đúng không ạ? Thì chắc chắn là trong tương lai tới đây thì em sẽ còn giành được nhiều huy chương hơn nữa cho mình và mang cái vinh quang về cho Tổ quốc. Xin cảm ơn những chia sẻ của em trong chương trình hôm nay. Em xin cảm ơn chị Thanh Long và cảm ơn khán giả. Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.